Suốt tuần vừa qua, một trong những chủ đề khiến cư dân mạng tìm hiểu nhất chính là loạt hành động vô cùng bí ẩn của Giang Giai Minh chàng lốc dơ chiến thắng nhất Việt Nam. Từ việc xóa hết toàn cục ảnh, clip, bài đăng trên các nền tảng mạng làng mạc hội cho đến việc tung teaser hay đoạn trailer ngắn cho một item hình ảnh. Tối hôm qua ngày 24 tháng 10, buổi ra mắt phim ngắn đầu tay mang tên Không Giấu Chân Người của Giang Giai Minh đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Không Giấu Chân Người có thể xem là cột mốc thế hệ trên đoạn đường sự nghiệp của Giang Giai Minh. Rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh của một lốc dơ hài hước, item lần này của Giang Giai Minh đã cho thấy một bước chuyển mình mạnh mẽ của anh chàng ở tuổi 27, gai góc, đàn ông và trưởng thành hơn. Đặc biệt, với Không Giấu Chân Người, Giang Giai Minh đã chơi lớn khi cùng một lúc thử sức ở bốn vai trò là đạo diễn, biên kịch, nhà phát triển và diễn viên chính. Phim ngắn của Giang Giai Minh dài 37 phút và có nội dung xoay quanh câu chuyện chiến thắng của một đốc tập đoàn bất động sản lớn. Không vẽ nên những mơ mộng về người chiến thắng, cũng không có những triết lý màu hồng mà người trẻ vẫn nghe, đọc ra rã mỗi ngày, Không Giấu Chân Người đưa đến một góc nhìn khác về những con người thành đạt. Rằng những gì mà chúng ta thấy chỉ là 30% hậu trường thật sự, và bất kỳ ai ngồi trên đỉnh của danh vọng, tiền tài cũng đều phải trả một cái rét tương xứng. Hai nhân vật chính của phim là hai con người với hình ảnh hoàn toàn đối lập, một bên là Quang Minh người sở hữu trong tay hàng loạt dự án triệu đô, giàu có, thành đạt, người còn lại là kiên phóng viên nghèo đến từ một tờ báo, chịu nhiều bất công trong làng mạc hội và đang dành hết tâm sức để vạch trần sự thật về con người của Quang Minh. Chính thái độ sống và khát vọng lớn của Quang Minh đã giúp anh chàng có được những gì mà người ta hằng ao ước. Đó là đỉnh cao phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ, kể cả đạo đức để có được nó. Trần trụi, đanh thép và thực tế là những gì mà khán giả có thể cảm thu được từ item này. Lấy đề tài tâm lý tội phạm cho phim ngắn đầu tay nhưng Giang Giai Minh đã xong xuôi xuất sắc ở cả bốn vai trò. Khó để có thể nhận ra chàng lốc dơ năm nào còn khiến người xem cười lên cười xuống với các lốc triệu di, nay lại biến thành một quý ông lịch lãm, đỉnh đạt quá sức thuyết phục như vậy. Những phân cảnh nặng về tâm lý và có yếu ớt tố bạo lực đã được Giang Giai Minh biểu lộ tròn vai. Bạn diễn của Giang Giai Minh trong Không Giấu Chân Người là anh chàng Bi Mát, vốn đã khá quen mặt với người yêu phim Việt qua series Gia Đình Là Số 1. Trong bộ phim, Bi Mát quá thân vào chàng phóng viên tên Kiên. Lý tưởng, ngây thơ, hiền hậu lành, Kiên cũng là một nhân vật thú vị đối trọng với sự nguy hại của Quang Minh. Ngoài Giang Giai Minh đảm nhận cùng lúc bốn vị trí là biên kịch, đạo diễn, nhà phát triển và diễn viên chính thì Không Giấu Chân Người còn có sự đóng góp của những cái tên lớn trong làng mạc phim Việt. Nổi bật là Jenny Trang Lê Đồng phát triển bộ phim và cũng người từng làm nên chiến thắng của các phim điện ảnh lớn như Mẫy Rồng, Dòng Máu Anh Hùng và Cantana Ekip tham gia quá trình hậu kỳ cho các thành phẩm của đạo diễn Victor Vũ. Không Giấu Chân Người có màu sắc u tối và một không khí căng thẳng bao trùm. Giang Giai Minh và ekip đã xử lý rất tốt mạc phim để người xem không bị nhàm chán trong suốt 30 phút. Cách kể chuyện dựa trên từng bài học mà Quang Minh đúc rút về chiến thắng tạo nên sự thú vị xuyên suốt, khi lần lượt từng câu chuyện cuộc đời của Quang Minh được hé lộ qua những bài học ấy. Tuy phần lớn thời lượng là để hai nhân vật chính đối thoại hoặc kể lại câu chuyện quá khứ, nhưng thoại của phim được làm vừa dặn, hợp lý, đủ ngắn để không tạo cảm lê thê và khiến người xem phải dứt lại suy nghĩ vì nhiều câu nói hay được lồng ghép khéo léo. Bên cạnh đó, hiệu ứng âm thanh được chỉnh sửa kỹ càng cũng là yếu ớt tố giúp toàn cục bộ phim trở nên kịch tính, bồn chồn hơn. Ngay sau khi Không Giấu Chân Người được chiếu xong, hàng trăm khán giả có mặt trong rạp đã dành cho Giang Giai Minh những tràng pháo tay không ngớt. Chia sẻ về đứa con tinh thần của mình, Giang Giai Minh cho biết để có được bước đi như ngày hôm nay, anh chàng đã phải đắn đo và suy nghĩ rất nhiều. Câu chuyện của Không Giấu Chân Người chính là góc nhìn trăn trở của Giang Giai Minh về những thứ như chiến thắng và cả sự công bằng trong làng mạc hội. Sản phẩm được Giang Giai Minh ấp ủ và mất hơn một năm để xong xuôi với sự giúp sức hết mình từ gia đình, bạn bè và những cộng sự. Phim ngắn điện ảnh Không Giấu Chân Người sẽ được trình chiếu trên kênh YouTube chính thức của anh Giang Giai Minh vào lúc 20 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2019. Bộ phim được dán nhãn 16.